Một không gian yên tĩnh cùng những hoạt động trải nghiệm thú vị. Hành trình đất phương Nam tuần này sẽ được quý vị khán giả cùng khám phá địa điểm mới mẻ nào? Xin được giới thiệu với tất cả quý vị khán giả và diễn viên Duy Khương. Ta đang có mặt tại một không gian rất là ấn tượng, rất đặc biệt, và đó chính là trường dạy đua ngựa Việt Gan. Anh ơi, bây giờ cho em hỏi là muốn làm quen với lại chú ngựa này mình sẽ có những cái bước nào ha anh ha? Mình đứng trước mặt mình vuốt ve. Xong rồi bước thứ hai là gì anh ha? Là mình leo lên lưng ngựa. Bội quá ông anh Khang. Hai con này nó chơi chung vậy hả? À, hai con này thân với nhau. Giống như mình. Ủa anh buông ra. Ủa sao anh không nói em tiếng nào vậy? Hãy cùng đón xem tập 27 chương trình Hành trình đất phương Nam được phát sóng vào lúc 19:35 tối thứ ba, ngày 30 tháng 8 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.